Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay giới thiệu đến mọi người một cái siêu phẩm mà đó giờ bị lãng quên. Đó là Yamaha BSR SX600, thương hiệu đến từ Nhật Bản, sản xuất thì ở China, chất lượng Nhật Bản. Hãng Yamaha mọi người biết rồi đó, quá quen thuộc rồi. Thị phần mà đàn organ của Yamaha thì chiếm tệ gì cũng khoảng trên 50-60% thị trường trong nước ha. Rồi, SX600 bây giờ bên cửa hàng Trần Liêm đã có bộ dữ liệu rất là chuẩn, cũng như là khai thác toàn bộ những cái tính năng, những cái chức năng của sản phẩm, dẫn đến là ai muốn học tập thì quá là dư sức rồi nè. Ai muốn chơi giải trí văn nghệ ở nhà quá ok luôn, và muốn đi làm show thì cũng tuyệt vời. Thời buổi này một show chỉ có 500.000. Nếu mọi người đầu tư một cây đàn xịn quá hoặc là nó nặng nề quá thì nó lợi bất cập hại. Thì riêng cái em này nhỏ gọn, dữ liệu nhiều, phong phú ha. Mọi người mua 750, mọi người mua 950 của Yamaha thì bộ nhớ Summer của nó chỉ có 62 MB. Riêng bộ nhớ của SX600 này lên đến 96 MB, chép được hơn 1/2 dữ liệu nha. Rồi bây giờ thì Trần Liêm sẽ giới thiệu cho mọi người những cái tính năng cơ bản. Thứ nhất là nó giống như những cái dòng đàn trước thôi, vẫn là hai ben, ben luyến nè, ben rung nè, chanh sáu bầu, cò, nhị, kèn, sến đầy đủ hết trong đây, không có thiếu cái gì hết trơn ha. Chanh đây. Chanh thật, chanh Summer gốc V24 Trần Liêm thì siêu xịn rồi. Sáu là sáu Việt Nam nè, đúc vô đây là mọi người đi chơi show dân ca trữ tình cũng được, rồi đi chay cũng có luôn nha. Lát Trần Liêm cho mọi người nghe thử. Đó, cái bộ V24 của Trần Liêm là cho tất cả những cái tiếng ở trên mọi dòng đàn Yamaha. Ví dụ như mọi người lên SX7 cũng thấy cái tiếng đàn bầu TL là bầu Trần Liêm, và vô SX600 thì nó cũng có tiếng đàn bầu này. Như vậy là nó chỉ khác nhau ở hình thức thôi. Ví dụ như SX600 gọn nhẹ trong cái tầm giá thì nó sẽ được dữ liệu nó ít hơn so với SX7 một chút xíu, ít hơn SX9 một chút xíu, nhưng mà vẫn đầy đủ để mọi người học tập làm show nha. Và có những cái tính năng dưới 20 triệu nó ăn đứt những sản phẩm còn lại luôn. Và mọi người thử ngẫm nghĩ lại coi đúng không không hay không nha. Thứ nhất, sản phẩm dưới 20 triệu mà hàng mới không có đọc được intro theo bài, hoặc nếu đọc được là chép vô chỉ có mấy chục style intro, mấy trăm style intro. Riêng cái cây đàn này đến hơn 5.000 cái style intro, phù hợp với đại đa số chúng ta mua về học tập cần có một cái công cụ giống như là copy vậy đó, gian lận vậy đó, là có intro sẵn ha. Ví dụ muốn khách hát hoặc là chúng ta mà muốn nghe bài hát nào thì chúng ta chỉ chọn thôi. Đâu nó có tới 5.000 cái style. Rồi chuyển ba mùa mưa đi. Đó. Vô. Nó đầy đủ và nó đọc USB trực tiếp luôn, nó không giống như những dây đồng khác là phải USB gián tiếp. Thì lên ở thứ 6 là USB trực tiếp. Đó, mọi người thấy là nghe là muốn hát liền đúng không? À, đặc biệt ở đây trên cây đàn này là đọc USB trực tiếp. Những dòng đàn khác thì chúng ta cần phải lót style vô, lót dữ liệu vô. Còn này cắm USB vô, dữ liệu nhiều, phong phú, đa dạng. Và nó mang tính kế thừa. Ví dụ như cây SX600 này, mọi người có thể sử dụng được USB của những cái dòng như là S700, 710, 910. Đút vô, đọc phà luôn. Và nó mang tính kế thừa, dữ liệu nhiều, phong phú. Và do đó là những anh chị em nào mà đang xài những dòng như là S700, S710 mà đàn hư cũ quá rồi muốn đổi, đem qua Trần Liêm nhưng mà vẫn muốn sử dụng những cái style cũ á, lấy USB đó cắm vô cây đàn này là đọc phà luôn nha. Do đó mà mang tính kế thừa, dữ liệu trao đổi qua lại nó rất là dễ. Cộng thêm cái bộ Summer Trần Liêm, tiếng đồ nó rất là bén thì mọi người là khỏi phải chê luôn ha. À, guitar phòng trà. String. Listen nè. Đó, nãy giờ nghe tiếng nhiều rồi, giờ nghe điệu nha. Mấy cái điệu bolero đồ Trần Liêm sẽ mở cho mọi người nghe nè. Đó, anh chị em phải bolero rumba lắm. Bolero hòa tấu nè, YouTube nè. Đó. Bass chép ra rất là đầy đặn và gai vàng nó cực sạch luôn. Thì mọi người biết rồi đó, hãng Yamaha nó làm một cây đàn thì phải chỉnh chu, rất là chỉnh chu.
thì mới bán. Thì do đó mà mọi người mua một sản phẩm chất lượng cao như này về xài là an tâm, đi show bao thu hồi vốn luôn, giá cực rẻ nha. Cuối clip Trần Linh tiết lộ cái mức giá cho mọi người, sốc cực kỳ luôn. Cận cảnh này luôn em đó. Nhìn vô là biết cách sử dụng liền. Phiêu ABCD, rồi Sinta, Sintop, dằn chống, rồi băng tiếng ở đây đó. Vậy là đủ chơi rồi. Muốn chọn style thì bấm vô đây thôi, trở về trang trước đó, Rumba cha cha đầy đủ hết, tha hồ mà chọn luôn ha. Cha 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 ông ấy Cà Mau nè đó. Dữ liệu nhiều phong phú, tha hồ mà chọn. Yamaha lúc nào cũng là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu ha. À, nhiều thể loại cha cha cha. Bass cực kỳ bass mạnh. Đó. Rồi, ai sợ mà đi chay lead, đi chay yếu thì có đi đi chay luôn. Không có yếu đâu nha, sung mạnh nha. Đó, sung chưa? Quá sung luôn, còn gì nữa? Đi chay Thái Hoàng nha. Đó. Rất là dễ hát. Rồi, ok. Rồi, ngoài cái chức năng này ra còn chức năng gì nữa? Micro cắm vô. Đó, và cái bộ mixer, mixetin của nó cực xịn, với những hàng loạt hiệu ứng DSP, xịn, reverb, delay. Và hãng Yamaha mọi người biết rồi là cái nôi của âm thanh. Thì do đó những cái thứ gì tốt nhất nó sẽ được đáp vô cây SX. SX là một trong những cái model mới nhất năm 2024. SX đó mọi người, nghe đến từ SX là biết là những thứ gì mới được đưa vô đây. Đưa vô SX6, đưa vô SX7, đưa vô SX9. Và cái bộ phím này là cái bộ phím sử dụng chung của ba model SX6, SX7, SX9 luôn. Đó, thì phím như thế nào? Rất là căng, rất là lực và sử dụng chung của ba model. Thì do đó mà chúng ta thấy là bỏ một số tiền chưa tới 18 triệu đồng đâu đã sở hữu. Khi mà Trần Lim giới thiệu quảng cáo sản phẩm này lên là mọi người biết là có một cái thương vụ nữa sắp xảy ra với SX600 rồi nha. Micro cắm vô hát vô tư. Có những sản phẩm không cắm được micro, sản phẩm này cắm vô, thu âm cũng đơn giản, tạo nhạc bíp ở trên đây cũng đơn giản. Ở trong khán phòng, cái phòng Trần Lim 20-30 mét vuông, cắm vô hát hò ok luôn. Rồi, tiếp theo nữa là có thiết bị Bluetooth cắm vô cái ngõ AUX in cực xịn. Mọi người có thể hát hò hú hí ở trên đây. À, muốn hát karaoke có karaoke. À, thôi bài tủ của mình đi, bài ca kỷ niệm đi ha. Karaoke, bài ca kỷ niệm Tông Nam. À, anh Lưu 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, vừa vợt hay. Lường lường 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đó, giờ hát thôi. Ban đêm cắm cái tai nghe vô, tự nghe, tự hát, tự like trên YouTube, tự like trên Facebook được luôn. Nó không chỉ là cái một cây đàn không, mà nó còn nhiều chức năng khác nữa. Nó là một cái mixer, nó là một thiết bị thu âm. Đó, đầy đủ ha. Còn gì giờ đây em, sao nhớ thương đầy dây. Mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu. Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình nhớ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi
đôi lời dù xa cách phương trời. Rồi, vậy là mọi người thấy là quá hay. Ví dụ như xong rồi mọi người không muốn trở về cái chế độ nói chuyện bình thường, một phát một thôi. Alo, chúng ta đã trở lại. Vô chế độ hát thì sao? Alo, 1, 2, 3, 4. Siêu xịn không? Như vậy là dưới 20 triệu mà có được một sản phẩm đầy đủ những cái tính năng công nghệ. Thứ nhất màn hình màu. Thứ hai, 4 phiêu ABCD băng tiếng, đọc xăm, lơ, micro, bluetooth. Đặc biệt xô cạc trên cái phần mềm của Yamaha X600 siêu xịn. Mọi người đến cửa hàng Trần Liêm trải nghiệm, giá chưa tới 18 triệu đồng. Rất đặc biệt nha. Rồi, những clip tiếp theo Trần Liêm sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.